lấy tiền theo đi nhà chính nhân lấy tiền. Nó rồi tiếp lấy ba cây đấy. Ai còn quần đi ngang mà không ba cây. Anh ba gọi cho anh ba. Tết Tết rồi vẫn đánh. Chồng bạn thân anh chồng đây. Ông né là kìa. Nhìn lại lấy cái chứng sinh nhật chiếc lá gì làm. Lấy cái chân che cái cam lại luôn. À, bịch mắt lại luôn. Cái gì vậy? Lại gần ba lỡ ngủ. Cái này mà không bỏ túi thì chúng ta hết gì nữa. Đúng vậy. Được qua phải không? Vâng, nhớ rồi đó. Cục cái đậu ra. Đậu ra. Ê, mà phải đi tiếp với lóc nhóc. Cán bộ chưa tiếp thôi. Đừng quê. Thôi, đừng nổi chứ thì vứt rồi. Đang xạo mà biết. Để chú đâu có thấy. Chú không vứt mẹ. Bỏ đây nấu á. Nấu sao được. Thế nhá. Nấu xôi đã, cắn xôi á. Chú mẹ kia kìa. Chú lại cái thầy. Chạy chú chú bác có vào đây nhờ đi. Lấy lớp cao, lấy cao, lấy luôn. Tại vì cái nồi đó nó bị đen, nó lâu nóng. Lâu thì đốt lâu nóng. Ừ, nó lâu ra. Còn làm gì đâu nha. Mấy đây đúng không? Cá đậu. Đúng vậy á. Tôi làm mòn đây rồi. Đâu kiểu đây nó cần tốn gà mà nó lâu. Nghĩ là tốn gà luôn. Ý là tốn gà. Không hiểu nhỉ. Em tốn gà lâu. Đầu năm đầu tháng em đuổi ra chết mẹ. Em muốn cái gì đó. Chú chả hiểu đâu thì. Đúng rồi, bắt nó mất tâm lý thì những người có vợ chưa con. Dừng đây. Rửa bỏ cái giá đây đem xuống đây luôn. Cái đúng nè, cái nồi đấy mà bỏ bếp đấy đâu có. Sôi này, thấy không? Sôi đâu bỏ gì đâu mà không sôi. Thấy không? Hơi nước này. Không nhớt chứ nhớt. Từ từ với chân. Làm nhớ vào tay cũng không. À mà không chân, bên kia có rồi. À, đủ đây đủ đồ nghề rồi. Phát ra sao thì cấp cứu là cồn rửa các thứ. Cấp cứu luôn. Ai mà cũng bị bắt là anh nhất vắt sốc lên. Đặt lên giường rồi em bắt đầu chốt này chốt chân lại. Còn lâu mới bếp rồi em. Ừ. Cái gì? Mấy chục cân. Không bếp được. Có 72 cân đòi bắt cứt rồi. Lúc bấy bình thường thì vác được, vác cái gì đâu. Cá được vác được. Mày đến anh ba, tao có tao vác được. Nếu mà tao vác được mày mất bao tiền. Không. Vác vác như kiểu mà đuối nước ấy. Bói bài là sốc lên. Vác được, vác cái đâu. Lúc say rồi, lúc say thì chịu. Lúc say không vác được. Lúc tùng thì không có vác được đâu. Xay người nó nặng, chì xuống. Nó mềm nhũn ra. Cái đây chỉ có thể gọi xay cấu thôi. Để mắc cáp vào. Ra chưa, xả ra chưa. Thì bỏ nó một lá ra mà. Xả rồi. Mắt sang đây. Đôi mắt người thương nghiêng vành nón. Mắt lé là bao nhiêu vành nón. Ông muốn nước này thì chuyện thằng nào báo thôi. Cá mà này lại như thịt bò Mỹ này. Gì nến. Hôm nay Duy Nến bắt đầu khai trương mở hàng. Làm việc ngày đầu tiên. Bây giờ lại có hai cái thằng TikToker mà cứ khóc bực, khóc bực. Johnny Tang. Chào các bạn. Thằng kia nó vừa ra video mới đó nhỉ. Thằng Thông ấy. Thằng nào? Có mày đồ không?
thông á. Thông xoáy ca. Thì bữa đấy họ đưa ra sao là để vậy luôn. Lọc không lấy mà giờ xưa mới lọc được lấy thái được. Rồi hết nay đi tròn xả mạnh nhất ra. Tà tí ở chỗ đây. Tí. Cái gì không cáo. Kìa. Nhà kia nó còn mấy lọ. Sà tí là tôi thằng lóc luôn. Đâm ba cái sà tí. Lọc mà bây giờ mới bỏ cái lọc đâu mà lọc phải xong mới là. Cái xong là cái gì? Cái xong là cái gì? Biểu con cũng xét như thế. Dép phải là còn tin nhắn ở đâu. Làm vậy nhú rồi gấp sao? Vậy mà thế nhẹ vừa thấm mà làm hơi dài đấy. Còn muốn nuốt nữa ông bà. Cái này cho chưa dốc lá. Dốc làm gì? Dốc lá. Dốc lá. Dốc lá. Cái gì mà dốc xú cái lá gì đi. Này dốc lá là sai sách của anh Tùng đấy. Mà anh Tùng mua được mỗi 2 bó, còn sóc ít nẻ lại còn bao nhiêu được. Rau tầm tươi hôm nay 10.000 bó. Hôm qua còn cho mua 15.000 bó. Một tí lên ra nhổ nhiều, cuốc còn ăn tốt. Và cuốc còn ngon đấy. Ừ. Đã có liềm chưa? Cái rau này mà vừa làm về thì có gì nó là rau chứ. Nó một tí. Nghe. Bây giờ. Ông ấy thì chứ làm về ăn sao, làm về đây này. Đi cho tao đi nhá. Cháu này không biết gì đâu, cái cọng nó giòn mà. Cứng là một cứng. Làm hết màn. Còn mà. Nhú, bây làm vậy cơ. Bây mà không. Cái nào. Còn được nắm à. Tôi cho cần thăm vứt lắm nha, lắm mày. Vứt đâu vứt mày. Chứ đi. Đây này, rau này là đang làm được. Rau này nhú ăn giòn như thế gì.